Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ công nhân viên chức ngành công thương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác triển khai Ngày Pháp luật nói riêng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành công thương. Điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành công thương thời gian qua là việc tích cực phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới tới người dân và doanh nghiệp, triển khai quyết liệt nhiều hoạt động để tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân và nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ. Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2019 và các năm tiếp theo, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật ngành công thương, tăng cường hơn nữa sự tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp cận kịp thời những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách.